Rồi, chào tất cả các bạn của kênh Bệnh viện Tập Lục và Tiệm Bụi Bác Hỷ nha. Các bạn biết không, chủ nhật vừa rồi đó, mình có đi một vòng để mua thêm cái nguyên vật liệu cho cái cửa tiệm của mình là bột giặt với nước xả. Đây là một cái thương hiệu rất là lâu đời rồi các bạn, mấy chục năm nay rồi tại Sài Gòn. Ở trong siêu thị cũng có bán nhưng mà chỉ bán một vài cái mặt hàng của họ thôi, chứ còn không bán hết tất cả các mặt hàng của họ. Đây là một cái thương hiệu về hóa mỹ phẩm. Hóa phẩm thì đúng hơn, xin lỗi các bạn, thương hiệu về hóa phẩm được đạt cái danh hiệu là hàng Việt Nam chất lượng cao mười mấy năm liền. Cho nên mình rất là tin tưởng khi là mua cái sản phẩm này về sử dụng, và mình cũng đã sử dụng một vài cái mặt hàng của cái thương hiệu này rồi. Đó là cái gì các bạn? Đó là thương hiệu của Mỹ Hảo. Bên cạnh những cái nước xả mà mình đang sử dụng, chẳng hạn như là Comfort hay là Downy các bạn ha, thì mình chọn thêm một vài dòng nước xả của siêu shop là tên thương hiệu của Mỹ Hảo, tên sản phẩm của Mỹ Hảo, nước xả siêu shop. Cái mùi nó khác với cái dòng mùi của Comfort Downy mà chúng ta thường mua về sử dụng, nó khác hoàn toàn các bạn, nó không đi cái tông đó, và nó rất là nhiều loại, màu đen, màu hồng đó, các bạn thấy không, màu đỏ, màu trắng và màu xanh lá, rất là nhiều. Giá thì chỉ bằng 50% so với Downy và Comfort. Chất lượng có thể mình nói thật luôn các bạn, mình đánh giá 9 điểm. Thực sự là ngoài cái chất lượng của cái chất nền thì cái mùi nó cũng rất là dễ chịu. Nó có những cái tông mùi, cũng như mình từng chia sẻ với các bạn rồi, khi mà những cái nhà sản xuất về hóa phẩm nói chung, những cái bình đó, nó có màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng, màu trắng, màu hồng gì đó. Tại sao nó có những cái màu đó? Họ làm như vậy thứ nhất là để dễ nhận dạng và để có sự khác biệt. Cái thứ hai nữa là thường mình để ý, theo mình để ý, cái bao bì càng màu sáng, tức là càng màu lợt á, màu trắng nè gì đó, thì cái tông mùi nó nhẹ và cái màu nó đậm hơn, thì cái tông mùi nó đậm hơn chút xíu. Đó. Cái này là cái bình màu hồng. Cái tông mùi hoàn toàn khác với Comfort và Downy. Đó. Trong tình hình hiện nay là Comfort với Downy đẩy giá lên, giá đại lý bên ngoài các bạn mua được là khoảng độ 50, trên 50.000 cho tới 55.000 lít. Còn trong siêu thị hôm nay là 60-65. Thậm chí có những cái mẫu của Downy hôm nay lên gần 80.000 đồng một lít nước xả. Trong tình hình giá tăng như hiện nay, thành ra mình cũng phải có những cái chọn lựa với để nó kéo giảm được cái giá thành và vẫn giữ nguyên được cái giá dịch vụ cho khách hàng. Dĩ nhiên đối với giặt bụi Bác Hỷ là cái chất lượng là cái quan trọng nhất. Thì đi đến cái cửa hàng giới thiệu sản phẩm của công ty Mỹ Hảo thì mình mới phát hiện ra là Mỹ Hảo bên cạnh bán nước xả, nước rửa chén vân vân, thì họ có bán luôn nước giặt và bột giặt. Và thế là mình lượm bột giặt về mình sử dụng. Cái bao này 6 kg các bạn. Bao 6 kg. Đây là một loại. Và mình đã mở ra sử dụng luôn rồi các bạn. Mình mở ra sử dụng. Đó, các bạn thấy. Bột giặt thì có ba loại, ba màu thì ba cái tính chất khác nhau, kèm theo nó có mùi hương gì đó. Nhưng mà trong đó 2 trong 3 nó có một cái loại mà mình hay gọi tên là bột giặt truyền thống hay là nước giặt truyền thống, tức là nó chỉ có mùi của hóa phẩm chứ nó không có cái mùi thơm giống như là thêm trộn, phối trộn vô thêm nước hoa hay cái gì đó để tạo mùi hương gì đó. Thì trong ba thì có 2 loại là truyền thống, còn một loại còn lại thì nó có phối trộn cái mùi hương. Và thực sự ra mình cũng rất là thấy hài lòng với cái mùi hương trộn thêm của cái Mỹ Hảo này. Dĩ nhiên là đối với mình, bao giờ dù là nước giặt hay là bột giặt
có phối trộn thêm nước xả rồi mình vẫn phải xài nước xả cho khách hàng. Vì đơn giản một điều, cái nước xả thứ nhất là nó làm triệt tiêu hết cái bọt xà bông trong cái quá trình giặt và tới quá trình giũ và quá trình xả. Kèm theo cái nước xả nó làm mềm cái sợi vải cho chúng ta dễ mặc, dễ ủi, khi mặc chúng ta không cảm thấy thô ráp, và đặc biệt nó tạo cái mùi thơm dễ chịu các bạn ha. Tuy nhiên ở cái bột giặt của Mỹ Hảo nó có cái mùi rất là nhẹ nhàng, nó thơm thoang thoảng mà mình thấy nó có vẻ thơm dai, lẫn giống như cái mùi hoa sứ. Thực sự ra là mình làm ở trong tiệm giặt ủi, các bạn biết có khi lỗ mũi mình điếc, mình không có nghe được cái mùi. Tuy nhiên là do đó mình phải đổi hôm nay mùi này, ngày mai mùi kia để mình nhận dạng được cái mùi. Vì mình phải nhận dạng được mùi thì khách hàng mới nhận dạng được cái hương thơm. Đó là cái điều kiện mình đưa ra. Vì mà mình giặt rồi mà mình không nghe được cái mùi đó thì coi như khách hàng cũng không nghe được luôn, thì làm sao mình giữ chân được khách hàng. Đó. Cái bột giặt có cái mùi truyền thống là mùi hóa phẩm á các bạn. Nếu xài cái dòng vào đó các bạn dễ phối mùi nước xả. Chúng ta phối vô nó lên được mùi nước xả. Và với cái tiệm của mình, thực sự mà nói thẳng ra luôn, mình nói không ngay lập tức với tinh dầu. Ở những cái chỗ khác họ sử dụng tinh dầu, họ xịt vô thì nghe mọi người kháo với nhau là 2-3 tuần sau thì mùi quần áo vẫn còn thơm, cả tháng sau vẫn còn nghe mùi thơm, vân vân. Chắc chắn đó là sử dụng tinh dầu. Chứ còn nếu chúng ta sử dụng mà bột giặt, nước giặt hoặc là nước xả như mình giới thiệu hồi nãy, bây giờ siêu shop, comfort, downy gì đó, vân vân, hay là bột giặt thai, Arien gì đó, mình dám cam đoan với các bạn luôn, cái mùi nó chỉ lưu 5 ngày 3 bữa. Nếu chúng ta không lấy đồ ra mặc á, đó chúng ta để trong bao nó cũng lưu vài ngày thôi, chứ nó không thể nào mà nó lưu từ tuần này qua tuần nọ được. Vì sao? Vì cái độ đậm đặc của nó là ở cái biên độ là được pha trộn, được phối trộn rồi, nó sẽ bay hơi trong cái môi trường tự nhiên và nó mất dần cái hơi. Còn chỉ có cái tinh dầu á, người ta pha tinh dầu cỡ nào thì thôi mình không biết, loại tốt loại xịn là gì hay không, ta pha ta xịt vô lúc quá trình người ta xếp quần áo đó. Còn cái này là chúng ta sử dụng trong quá trình xả rồi quá trình sấy, ít nhiều nó cũng đã bay mùi đi. Nhưng thực sự đối với các bạn là mình nói thật, đây là người thật việc thật. Còn cái chuyện mà xịt tinh dầu lên là hoàn toàn là mình không chấp nhận và mình không cổ suý cho cái việc đó, và mình nói không ngay lập tức với cách làm như vậy. Các bạn biết là một ngày á, bữa nào ít á, thì một người, còn bữa nào nhiều á, là 2-3 người ghé vô tiệm mình mời mình mua. Thứ nhất á, là nước giặt, thứ hai là bột giặt, những cái hàng nhãn hiệu rất là lạ, rồi cái nước xả cũng vậy, rồi thậm chí là họ mời mình mua luôn cái tinh dầu. Họ nói chứ mấy tiệm kia em bán tinh dầu người ta mua liền, sao anh không mua? Nó thông cảm giùm mình không sử dụng cái này. Các bạn biết rồi, tinh dầu đâu phải là ai muốn pha chế là pha chế. Chúng ta không có nghề và chúng ta không có máy móc chuyên nghiệp, chúng ta khó lòng mà để pha được cái tinh dầu để cho nó tan được ở trong nước hay là cồn hay là ở dung môi, khi chúng ta không biết được cái tỷ lệ yêu cầu của nó là như thế nào. Và tinh dầu thực sự mà nói, nếu tinh dầu đúng rất là dễ xảy ra cháy, hỏa hoạn rất là nhiều thứ. Bên cạnh đó là nếu chúng ta sử dụng không khéo, pha không khéo, nó sẽ để lại những cái vết ố, những cái vết cháy ở trên cái quần áo mà xịt cái tinh dầu đó vô. Rồi chúng ta sẽ là người ảnh hưởng đầu tiên, tức là người chủ trương làm việc đó, chúng ta hít phải những cái mùi đó, và kèm theo tới cái người tiêu dùng, tức là khách hàng của mình, cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái tinh dầu đó. Cho nên đối với tiệm giặt ủi Bá Hỷ của mình nói ngay là mình nói không với tinh dầu và nói không với cái nhãn hiệu trôi nổi buôn bán trên thị trường. Mình chỉ mua ở chính ngạch hoặc là ở ngay cửa hàng, cái trường sản phẩm chẳng hạn như của công ty gì. Rồi hôm nay mình chia sẻ cái nước bột giặt và cái nước xả này, thì ở nhà chúng ta có giặt đồ, chúng ta có nhu cầu thì chúng ta có thể sử dụng cái này, nó rất là tốt các bạn. Đó, cái bột giặt mình sử dụng rồi, mình sử dụng để mình xử lý 12-13 cái đôi giày. Bạn biết đôi giày nó rất là dơ, nó dơ kinh khủng lắm, cái thau nước nó đen ngòm chịu không nổi luôn, nhưng mà cái nước
bột giặt sau khi giặt mười mấy cái đôi giày rồi, nó vẫn còn cái độ nhớt nhất định của nó, và kèm theo nó không bung quá nhiều bọt để có thể là không gây hại tới máy móc. Nhưng mà mình chấm ở chỗ là chấm cái độ nhớt của bột giặt, vì nước giặt và bột giặt có độ nhớt tốt thì cái mức khả năng mà nó tẩy rửa, nó mang theo những cái chất dơ ở trong quần áo hay giày dép đi ra ngoài thì tốt hơn. Rồi, dĩ nhiên cái gì nó cũng phải có một định lượng nhất định, tới cái đỉnh đó là được rồi, chúng ta không thể vượt qua thêm nữa, vì định lượng cao quá thì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip nha. Xin chào và xin hẹn gặp lại.